Xin chào mọi người. Hôm nay mình được mời đi dự đám cưới của người dân tộc Dao Tuyền. Tại đây mình sẽ ghi hình lại toàn bộ những nghi lễ đám cưới của người Dao cho mọi người cùng xem nhé. Mọi người xem video ấy cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đây là đám cưới tại nhà trai ở Bảo Yên, Lào Cai. Đó lâu rồi. Chào anh em nhá. Lúc về thịt nướng thơm phức, nhất là đám cưới Tây Bắc của mình thì không thể thiếu được món thịt nướng. Gói chờ mong tháng ngày. Và ngay sau đây thì không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị sẽ cùng hướng ánh mắt của mình về phía cánh cổng hoa để cùng chào đón đôi tân lang và tân sa nhân đẹp đôi nhất, hạnh phúc nhất, rạng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời chú rể quang sáng sẽ nắm tay cô dâu thanh. Ngay lúc này đây thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ạ. Bác trưởng đoàn mấy việc những gái cũng sẽ diện tại phía trung tâm sân khấu cũng sẽ có đôi lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến mà cầu bắc để người đi qua, chưa hay cầu bắc để mà đợi sông. Giờ đây sáng xuân lớn khôn, được ăn quả chín nhớ ơn người trồng.
Và để mở đầu chương trình buổi lễ thành hôn của cô dâu và chú rể, cho phép ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn bên phía nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời bác. Vâng, chào tất cả quý khách trong đám cưới hôm nay. Tôi thay mặt bên nhà gái, ông bà hôm nay được quang sáng thanh xuân, qua tìm hiểu thời gian tiếp tục đến hôm nay là chính thức đám cưới, thì tôi thay mặt bên nhà gái đưa con cháu nhà chúng tôi đến giao cho chú rể quang sáng. Thì đến giờ phút này chính thức cháu của chúng tôi là con dâu của nhà thông gia bên này. Thì cháu chúng tôi cũng có lớn nhưng mà nó chưa có khôn, thì theo phong tục tập quán chúng tôi và cũng xin trao quang sáng cho gia đình nhà gái và chúc cho hai gia đình luôn luôn dâu hiền rể thảo và hai gia đình kết thành thông gia và mãi mãi là mối tình thông gia, cùng nhau kề vai sát cánh xây dựng hạnh phúc cho hai cháu, để hai cháu có thể có một tương lai ấm no hạnh phúc, có ích cho gia đình và cho cộng đồng xã hội. Thì tôi xin chân thành cảm ơn. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, gia đình nhà trai chúng tôi, ông Nguyễn, bà Hòn có tổ chức một bữa cơm thân mật để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Và tôi cũng xin đỡ lời gia đình, xin kính mời tất cả các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, bạn bè, thanh niên, nam nữ, anh chị em cùng với gia đình chúng tôi dựng bữa cơm thân mật mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tôi xin trân trọng kính mời. Và sau đây cũng xin kính chúc cho các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác toàn thể trong hội hôn sức khỏe, đắc lộc, đắc tài, đắc vinh quang, hạnh phúc, đắc danh, đắc lợi, đắc an nhàn. Và chúc cho hai cháu hạnh phúc mãi mãi, bền lâu, vượng nam hưng nữ, phú quý vinh hoa. Chúc cho ngày hôn lễ thành công rực rỡ. Và cuối cùng tôi xin hết. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của bác trưởng đoàn bên phía nhà trai rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng với cái bến mà hôm nay sum họp chúc mai, tình chung một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuyết sập bốn biển nhưng chung một nhà. Và cái lúc nào đây thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn sẽ tiến lên phía trước một bước, dành cho nhau một cái ôm thật là nồng thắm nhất, để nói lên giây phút cô dâu và chú rể sẽ trao cho nhau cặp nhẫn của tình yêu, để nói lên rằng ngày hôm nay cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ chính thức đền vợ thành chồng. Vâng ạ, xin mời chú rể quay về phía cô dâu ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu quay về phía chú rể ạ. Vâng ạ, xin mời chú rể sẽ trao nhẫn cho cô dâu và cô dâu sẽ trao nhẫn cho chú rể ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng một cái bến mà yêu nhau thì chẳng quản xa gần, cầu không tay mịn cũng lần mà xa, yêu nhau chẳng quản lòng tham, mấy sông cùng lội mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng quản đường xa, đá vàng cũng quyết, phòng bà cũng liêu. Và quý vị ơi, quý vị hãy tiếp tục nổ những tràng vỗ tay thật lớn, thật giòn và thật dài để cùng chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu và chú rể ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Và xin được hỏi cô dâu ạ, cô dâu ơi, cô dâu đeo nhẫn có thấy vừa không ạ? Vâng, xin hỏi chú rể ạ, trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại và ngay lúc này đây thì chú rể có cảm thấy hồi hộp không ạ? Có. Vâng ạ, nếu chú rể của chúng ta hồi hộp thì xin mời chú rể ạ sẽ dùng bàn tay phải của mình nắm thật chặt bàn tay trái của cô dâu ạ. Thế tình cảm của cô dâu sẽ truyền lên bàn tay trái của chú rể và sẽ truyền thẳng đến tim để cho chú rể của chúng ta bớt run ạ. Vâng, và ngày sau đây thì xin mời cô dâu và chú rể hãy nắm tay nhau bước sang phía bên tay trái của sân khấu, nơi đang hiện diện một tòa tháp bánh kem để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Xin mời. Và xin mời chú rể hãy thắp lên ngọn nến tình yêu ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng với cái bén mà một chiếc bánh kem được thể hiện như một nền tảng rất là vững chắc đang chờ đón cô dâu và chú rể. Và xin mời cô dâu và chú rể ạ sẽ tay trong tay các chiếc bánh xa lập nhiều phần để cùng mở cửa lâu đài tình yêu hạnh phúc của mình ạ. Xin mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng với cái bén mà tay bưng đĩa muối chấm gừng, gừng cay mới mặn xin đừng quên nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng sâu sắc giữa mình với ta, bánh này xin được cắt ra sáng như trong sáng giữa ta với mình.